hãy phục vụ Chúa Kitô trong người nghèo. Trích bài giảng của Thánh Gregorio Giám mục Nadien. Kinh Thánh nói: Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Lòng thương xót không phải là mối phúc cuối cùng. Lại có câu: Phúc thay kẻ lưu tâm đến người nghèo khổ, và phúc thay người biết cảm thương và cho vay mượn. Rồi ngày ngày người công chính thông cảm và cho mượn, cho vay. Chúng ta hãy chiếm lấy phúc lành ấy. Hãy tỏ ra là người hiểu biết và đối xử nhân hậu. Đừng để đêm tăm tối ngăn cản bạn làm việc thương người. Đừng nói: đi đi, mai trở lại, rồi tôi sẽ cho anh. Đừng để có khoảng nào trống, gián đoạn giữa ý định và việc làm phúc. Vì chỉ có việc làm phúc là không được trì hoãn. Hãy chia cơm cho người đói, rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ. Hãy làm điều đó cách vui vẻ và mau mắn. Vì như Thánh Tông Đồ nói: ai làm việc bác ái, hãy làm cách vui vẻ. Nếu bạn làm phúc cách nhanh nhẹn và mau mắn, bạn sẽ được công phúc gấp đôi. Còn như làm mà buồn bã, làm vì ép buộc, thì chẳng có ân nghĩa hay vinh dự gì. Vậy, phải vui vẻ khi làm phúc, chớ buồn phiền. Kinh Thánh nói: nếu ngươi mở xiềng xích bạo tàn, tháo gông cùm, nghĩa là dẹp bỏ thói hà tiện và lòng ích kỷ, tính ngần ngừ hay lẩm bẩm, nếu làm được như thế thì sẽ được gì? Ôi, một điều thật cao cả lạ lùng, một phần thưởng thật lớn lao trọng đại. Bấy giờ ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như rạng đông, vết thương ngươi sẽ mau lành. Ai là người không khao khát được soi sáng và chữa lành? Vì thế, thưa anh em là tôi tớ Đức Kitô, là anh em của người, là những kẻ đồng thừa tự với người, nếu anh em tin tôi thì bao lâu còn có thể. Chúng ta hãy thăm viếng Đức Kitô, hãy săn sóc Đức Kitô, hãy cho Đức Kitô ăn, hãy cho Đức Kitô mặc, hãy đón tiếp Đức Kitô, hãy tôn kính Đức Kitô. Chúng ta không chỉ mời người vào bàn như ai đó đã làm, không chỉ lo sức dầu thơm cho người như cô Maria, cũng không phải chỉ lo an táng người như ông Joseph, người thành Arimathê, cũng không chỉ lo liệu mọi việc để liệm xác người như ông Nicodemo, là người yêu mến Đức Kitô phần nào. Và sau cùng, cũng không phải chỉ dâng cho Chúa vàng, nhũ hương và mộc dược như các hiền sĩ đã làm trước những người đã kể trên, nhưng vì Chúa là Chúa mọi người, Chúa muốn lòng thương xót chứ không muốn hy lễ. Và vì lòng thương cảm còn có giá trị hơn cả muôn ngàn cừu non béo tốt, nên chúng ta hãy dâng cho Chúa của lễ ấy qua tay những người nghèo khổ, những người hôm nay hiện đang nằm đất, để khi chúng ta ra khỏi đời này, họ đón nhận chúng ta vào nơi an nghỉ đời đời trong chính Đức Kitô Chúa chúng ta, đấng vinh hiển muôn đời. Amen.